một phụ nữ Đức có triệu chứng Ebola tên từ Bá Linh. Cảnh sát thủ đô Bá Linh đã phong tỏa một trung tâm xin việc làm sau khi tại đây phát hiện một phụ nữ có triệu chứng bị bệnh Ebola và đưa người bệnh đến một bệnh viện gần nhất. Một phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa nói rằng hiện còn quá sớm để kết luận người phụ nữ này đã bị lây nhiễm chứng bệnh nguy hiểm đang lây lan ở Tây Phi, làm trên 1.200 người chết hay không. Nhưng xe cứu thương, bác sĩ khẩn cấp và các giới chức Bộ Y tế đang có mặt tại đây. Những người đã tiếp xúc với người phụ nữ có triệu chứng bị bệnh sẽ tiếp tục cô lập tại đây cho đến khi nào có chỉ thị mới của Bộ Y tế. Người phụ nữ có triệu chứng bị bệnh đã được đưa đến một khu cô lập trong bệnh viện Charit. Bệnh viện đã ra một thông báo nói rằng họ không nghĩ người phụ nữ bị dương tính Ebola, có thể chỉ cúm dạ dày. Kết quả sẽ được thông báo sau khi thử máu. Những người không tiếp xúc với người phụ nữ bệnh đã được rời khỏi trung tâm. Cô Matilas Martini nói rằng người phụ nữ bị bệnh khoảng 30 tuổi đã có vấn đề sức khỏe và đã được một nhân viên phát hiện. Hiện giờ chưa có sự chính thức xác nhận nên người phụ nữ có thể bị những chứng bệnh khác. Theo WHO, cho đến ngày 13 tháng 8 đã có 2.127 người bị bệnh và trong số này có 1.145 người chết, đa số là người ba nước Guinea, Sierra Leone và Liberia. Vi khuẩn gây nóng sốt, tiêu chảy, ói mửa, xuất huyết nội tạng và ngoài da có nguy cơ làm 90% người mắc bệnh bị chết. Hiện giờ thế giới chưa có thuốc trị và thuốc chủng Ebola. Trong tuần trước, WHO tuyên bố dịch Ebola là một mối nguy cơ quốc tế.